Tuy nhiên, bệnh nhân đã tự ý hủy hẹn với bác sĩ. Phía bên trung tâm chúng tôi đang cố gắng liên lạc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để có biện pháp can thiệp sớm với bệnh nhân. Mình còn được bằng một góc là họ gia đình thì không làm được gì, học tập người ta là gì áp lực, mình bỏ về đã dạy có một mối tình vậy mà cũng để mất. Đúng là cuộc đời này ông trời chỉ muốn giết tôi thôi, cuộc đời bọt béo. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đó ban cho ta à, cảm ơn trời vì bịch liếc tông. Cái này chắc luôn, cái này là chắc của ông Trọng bên khu A này, lần nào cũng vậy hết, uống xong là xả rác tùm lum, mời ông uống trà bông á thì ông không có mua, mà lúc nào cũng ủng hộ bên cái liếc tông này hết à, không có ý thức bảo vệ môi trường gì hết. Rồi nữa, quà Giáng sinh sớm. Cái này chắc là của ông Duy nè, chứ không ai vô đây hết. Ổng nước tăng luật thì xì tin, cứ nhảy miết, rồi nhục bố lô xua. Riết rồi vô cái trường đây làm bảo vệ kim luôn là lao công à. Chắc là sắp tới phải đề nghị sếp tăng lương á. Cái hiện tượng gì đây trời. Trời ơi, cái đồng hồ ông Thái em không trả, ông mượn đi đám cưới mà. Bây giờ phải làm sao đây? Cái này là người hay ma ta? Mà nghe đồn, nếu mà để biết được người hay ma là phải nhìn vậy ta. Em rất không biết gì hết quá. Ma này sao ta? Mà mình là cơ đốc nhân mà. Cơ đốc nhân thì có gì đâu phải sợ, mà sao cái ta cuối cùng nó bảo. Chiều giờ chưa có ăn uống gì hết nè, thấy không? Bụng nó lép xẹp nè. Vậy mà giờ còn đây, chẳng khi giờ này ta đang ngủ, cậu ra đây làm gì? Ba... cậu ra vậy? Ổng quýnh nha, ổng quýnh nha. Này, này đây. Bây giờ cậu bình tĩnh này, nghe tôi nói này. Tại sao cậu ra đứng đây giờ này? Cậu tử. Sao cậu lại tự tử? Buồn tình buông đau buông nha. Buồn tình buông đau buông nha. Rồi ra đây đứng tự tử. Nhảy đây xuống nó chết không? Nếu mà muốn nhảy á thì cậu ra ngoài sông Sài Gòn nhảy kìa. Ở đây có nhiêu đây à, cậu nhảy xuống mai mất công bà trăm lo công bà phải dọn nữa. Thôi, nói vậy thôi. Chứ cậu vào đây để tôi kể cho cậu nghe. Hồi xưa cuộc đời tôi nó cũng giống vậy á. Tôi cũng trong tình cảnh của cậu, tôi cũng buồn lắm. Rồi nhiều lúc không biết sao tôi cũng muốn tự tử như cậu vậy đấy. Nếu mà cậu không tin, có thể vào mấy quán nhậu á, cậu hỏi ai cũng biết hết. Dạ anh, tại bầu đá nè. Ui mặt gì bị bầu đá ui. Cái cậu này thiệt tình á, ở đâu ra bầu đá, ở đâu ra bầu đá mà ở đây tôi đang nói là bầu đá cái rượu ấy. Hồi xưa bị cái mến cái cô kia ở dưới Bình Định dưới đá chuộng màu đá nên thôi tập trung lại vấn đề chính. Cái tôi muốn nói đây là hồi xưa tôi cũng như cậu vậy đấy, thời trai trẻ mà tôi cũng nghiện rượu này, nghiện game này, cờ bạc này, rồi thêm cảnh nữa là gia đình ba má lúc nào cũng cãi cự với nhau, đâm ra tôi cũng chán, rồi bỏ học, rồi lang mang chơi với bạn bè xấu đủ kiểu hết. Mà hơn cái gặp ông review, biết ổng không? Không. Sao biết được, ổng về hưu rồi. Mà tôi nói chuyện quá dễ đây nè. Trời ơi. Mà thấy quá đâu,
làm việc với người nước ngoài mà chưa trường đạo lắm, chứ phải như giờ giờ teo lắm, bắt không có được tăng lương gì hết, không có tăng ca mà không có lương. Hồi xưa là mướn bảo vệ người nước ngoài luôn. Sàng lắm. Nhưng mà khoan, để kể cho nghe cái này đặc biệt về ổng này. Biết sao không? Ổng chia sẻ với tôi về Chúa. Gì đây? Vũ đạo không bà? Gì vậy? Đi ra đi nha. Sao vậy? Coi bình tĩnh nghe tôi nói. Vũ đạo tôi hả? Còn... Chúa, nếu mà có Chúa là tôi đã đâu phải chết như này đâu. Chúa mới biết mọi điều như tôi chứ, sao giờ tôi phải vậy? Thôi, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Cậu nói đúng rồi. Có thể là tôi không biết về cậu, nhưng mà Chúa biết rõ về cậu đấy. Giống như tôi đã kể với cậu hồi xưa, thì cái ông đấy, ông cũng chia sẻ với tôi. Thì phản ứng của tôi cũng giống như cậu bây giờ vậy đấy. Giống như là tại sao người này lại dụ tôi, người kia lại dụ tôi. Thì tôn giáo thì quá nhiều mà. Mà tôn giáo thì có khác gì đâu, thì cũng đều dạy người ta điều tốt mà đúng không? Nhưng mà lúc sau thì tôi mới biết được. Đó là cậu thử tưởng tượng đi, giống như mình đang ở trong một bãi cát lún. Và nếu mà cậu mà không có một người đứng ở ngoài cái dòng xoáy đó kéo cậu lên, thì cậu có ra khỏi được bãi cát lún hay không? Dĩ nhiên là không rồi đúng không? Thì chúng ta cũng giống như vậy đấy. Chúng ta cũng đang trong bãi cát lún như vậy, đang trong dòng xoáy tội lỗi như vậy. Và chỉ có duy chính Chúa Giêsu, chỉ có duy chính Ngài mới có thể giúp ta được như vậy. Và cậu hãy nhìn vào đời tôi nè. Thì nếu mà không có Chúa, không có ông Remail đó đấy, ông không có chỉ tôi cách cầu nguyện này, không có chỉ tôi đọc Kinh Thánh, biết về lời Chúa, có những cái quan niệm mới, cũng như là những cái suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn, thì có lẽ bây giờ ở dưới kia rồi, chứ không có ngồi đây nói chuyện với cậu, chia sẻ với cậu về đời sống đâu. Bởi vậy á, cậu thấy thì tôi ở đây cũng thể thay đổi được, thì chắc chắn cậu cũng có thể thay đổi được. Cậu có tin vào những điều tôi nói hay không? Nếu có thì bây giờ tôi cũng phải cầu nguyện cho cậu được không? Để cậu cũng có thể tin nhận Chúa, để Ngài có thể hướng dẫn, dẫn dắt đời sống của cậu. Cậu có muốn điều đáng Chúa ơi chú? Quý ơi chú, chú có thể giúp con được không chú? Cậu là ai nữa? Con là Sang này chú. Con cũng giống mẹ này. Mấy bữa nay con cũng rất là muốn nhảy lầu tự tử, mà mỗi tội con sợ đồ cá luôn. Không vậy nữa, nhưng mà tại sao con lại quyết định ra đây và tự tử như vậy? Con biết trong quá khứ con là thằng phá gia chi tử, là một thằng ăn hại. Giờ con đã hoàn lương, nhưng mà tại sao bạn bè và gia đình lại không tin con hả chú? Có phải con quá bất tài vô dụng đúng không chú? Cậu trai trẻ, nghe tôi nói, cậu không bất tài, cậu cũng chẳng vô dụng. Đối với những người ngoài kia thì có thể là như vậy, nhưng trong Chúa Giêsu thì cậu không bất tài, cậu không vô dụng. Bởi vì Chúa giống như là người cha của chúng ta ở trên thiên đàng, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta, để thay đổi đời sống chúng ta, cho chúng ta một đời sống mới. Cậu có tin vào những gì mà tôi vừa chia sẻ hay không? Không tin ạ. Nếu vậy, cậu hãy cùng tôi ở đây và Đạt, chúng ta hãy cùng cầu nguyện với nhau, tôi có thể làm điều đó cho cậu. Vậy thì bây giờ hai cậu hãy lặp lại cho những gì mà tôi còn nghe. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con trên thiên đàng. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con trên thiên đàng. Để cho chúng con có cơ hội. Để cho chúng con có cơ hội. Để gặp mặt tại nơi này. Để gặp mặt tại nơi này. Và xin Chúa. Và xin Chúa. Hãy tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con. Hãy tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con. Chúng con ăn năn với tội lỗi của mình. Chúng con ăn năn với tội lỗi của mình. Bởi vì chúng con biết chúng con là tội nhân. Bởi vì chúng con biết chúng con là tội nhân. Mà chỉ có duy chính Chúa. Và chỉ có duy chính Chúa mới có thể cứu được chúng con. Mới có thể cứu được chúng con. Và chúng con hỏi xin Chúa. Và chúng con hỏi xin Chúa. Hãy dẫn dắt đời sống này. Hãy dẫn dắt đời sống này. Và ban cho chúng con một đời sống mới. Và ban cho chúng con một đời sống mới. Và chúng con thành tâm cầu nguyện. Và chúng con thành tâm cầu nguyện. Trong danh của Đức Chúa Giêsu. Trong danh của Đức Chúa Giêsu. Amen. Amen. Sau này hai chàng trai trở thành những người tin Chúa và đời sống được thay đổi hoàn toàn. Cả hai cùng phục vụ Chúa tại một hội thánh và nhận những nhiệm vụ và được gửi đi. Sang trở thành một sư, còn Đạt trở thành một thanh niên thành đạt. Philippines năm 2060, tại một hội nghị kinh thánh lớn ở Manila. Thầy con giải thích cái câu kinh thánh thì con không hiểu, thầy khó có thể thầy ghi được á, bổ nhiệm đây. Cái này phải là vậy nè. Xin lỗi.
xin lỗi con xin lỗi. Dạ vâng, lát lát có gì con hỏi thầy sao. Cảm ơn con nhé. Ông có phải là Đạt đó không? Tôi là Đạt. Con ông là Sang hả? Tôi là Sang nè. Ông có khỏe không? Tôi vẫn khỏe, còn ông? Tôi cũng khỏe. Mà giờ này ông làm gì vậy? Tôi đang làm một mục sư ở Tây Ban Nha. Còn ông? À, tôi hả? Tôi thì được Chúa ban phước nhiều lắm. Giờ có vợ con làm ăn khấm khá nữa. Cảm tạ Chúa, Chúa bấy đã giải cứu chúng ta. Mà còn đưa chút vợ, còn đưa chúng tài tới nữa. Cảm tạ người. Cảm tạ Chúa bởi vinh hiển của Ngài. Không chỉ đời sống của họ được thay đổi, mà nhiều người thông qua họ còn có đời sống mới và được sống trong tình yêu thương của Chúa. Bởi Kinh Thánh nói trong 2 Corinthians 5:17, vậy ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự mới đều đến.